Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Đầu clip tôi xin được trân trọng cảm ơn toàn thể các anh em đã ủng hộ sản phẩm thịt bò miếng ở trên kênh. Quá bất ngờ anh em ạ, bán một ngày là hết 200 đơn luôn. Tôi cứ nghĩ là phải bán phải trong vòng khoảng một tuần khi mà giá nó không được giảm sâu như hôm trước. Chắc anh em phải yêu quý tôi lắm đây. Anh em mới có thể ủng hộ tôi nhanh và nhiều như thế. Chính thức là đến ngày hôm nay là kết thúc khuyến mại anh em nhé. Bây giờ là lửa cân bò miếng sấy khô. Ở thời điểm hiện tại nó sẽ có giá là 157k. Nó đã trở về mức giá cũ rồi. Thế nên là ngày hôm nay tôi sẽ bán cái mặt hàng khác anh em nhé. Còn chúng ta sẽ quay trở lại với thịt bò miếng sấy khô trong cái đợt giảm giá tiếp theo. Khi nào mà tôi deal được với cửa hàng với một cái giá tốt nhất cho anh em ở trên kênh nha anh em nhé. Cũng sớm thôi. Bởi vì là tôi thì thực ra là cũng có cái sự uy tín nhất định với cái cửa hàng này rồi. Đấy, khi mà tôi bán được khá là nhiều sản phẩm thịt bò khô. Thịt bò khô chắc là bán là ok nhất ở trên kênh đấy. Có vẻ như kênh của tôi rất nhiều các anh em là thích ăn vặt và ưa chuộng cái món này. Cảm giác bán rất nhanh nhá. Khác hẳn với cả áo sơ mi và mật ong luôn. Mật ong thì bây giờ là vẫn chưa bán được nhiều đâu. Vẫn còn khuyến mại luôn anh em ạ. Hay là như là áo sơ mi mới bán được có 15 sản phẩm. Không hiểu là tại sao anh em ở trên kênh của tôi lại không thích mặc áo sơ mi. Hay là lý do là vì là anh em không quen mặc cái đồ công sở, mà anh em chủ yếu là anh em mặc áo phông đấy, cho nó thoải mái. Hoặc là có thể là anh em giống tôi, một cái bụng to nên là rất ngại mặc áo sơ mi. Có phải thế không? Không biết, thử hỏi các anh em xem nào. Thực ra kênh này nó cũng có một cái rất hay nhá. Nó có thể khảo sát được xem là bây giờ là người ta đang quan tâm đến cái gì, người ta quan tâm cái sản phẩm gì, hay là đối tượng ở trên kênh của tôi là họ sẽ như thế nào đấy. Họ có phải là những người đang bị thừa cân không? Thế là họ ngại mặc áo sơ mi không? Giống tôi. Như tôi đợt này mua áo sơ mi về là tôi cũng đăng ký luôn, là đi tập gym luôn, cho bụng nó nhỏ bớt đi, mặc nó mới đẹp anh em ạ. Còn bình thường mình mặc áo sơ mi trông bụng to, trông xấu lắm. Cảm giác không được tự tin cho lắm khi mà chúng ta có thể thay bằng cái áo sơ mi bằng cái phông rộng thì sẽ thoải mái và tự tin hơn rất là nhiều, đúng không? Rồi, và hôm nay tôi xin phép được bán một cái sản phẩm, cái tính chất của nó khá đặc thù và nó không dành cho nhiều người. Nó chỉ dành cho các anh em giống tôi, đấy, đồng trang lứa với tôi, có con còn nhỏ, đang đi học đấy, và cần có một sản phẩm sữa để phát triển trí tuệ cũng như là chiều cao. Hôm nay tôi sẽ bán sữa Pediasure của Abbott, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Đấy, và cái giá của nó ấy, thì tôi đảm bảo với anh em luôn là anh em có trẻ nhỏ thì các em đều biết giá của nó. Và hôm nay tôi cũng xin giới thiệu nhanh thôi nhá. Tôi còn 16 hộp sữa Pediasure có một mức giá rất là yêu thương luôn. Khi anh em ấn vào link liên kết affiliate ở trên kênh, anh em sẽ chỉ phải mua một cái hộp 1,6kg với cái mức giá là 976.500 đồng nha anh em nhá. Đây là một cái mức giá cực kỳ tốt dành cho anh em, giúp cho anh em tiết kiệm được từ 40 đến 100k so với anh em mua ở ngoài siêu thị cũng như là ở ngoài tạp hóa. Đấy, và cái sản phẩm này mua ở trên kênh của tôi thì cũng được free ship anh em nhá. Mà nói chung là tất cả cái sản phẩm mà bán ở trên kênh của tôi đều free ship hết. Nên là cái việc free ship anh em không cần phải hỏi nữa, không phải quan tâm nữa. Đấy, còn cái mức giá này thì anh em không tin, anh em có thể hỏi vợ luôn nhá. Tôi thì tôi nói thật với anh em là tôi bán này là tôi cũng mua cho con tôi 2 hộp rồi. Giá này là rất tốt. Trên thị trường anh em có thể tham khảo giá, anh em có thể tìm cả Shopee luôn, anh em vào luôn. Cũng không có cái giá thấp hơn đâu. Đấy, tôi khẳng định anh em luôn. Nên là nó chỉ có 16 sản phẩm thôi, 16 hộp thôi anh em nhá. Đấy, và nó sẽ hết bất cứ lúc nào. 5.000 anh em đang xem thì 16 hộp nó hết nhanh lắm anh em ạ. Thôi thì anh em nào nhanh tay thì anh em mới được thôi nhá. Đấy, và có một vài anh em sẽ thắc mắc là tại sao lại có thể bán rẻ đến như thế. Có phải là hàng hết date không? Thì anh em cứ yên tâm nhá, date là đến 2026 cơ. Tức là còn tới gần 2 năm để có thể sử dụng được. Nên là anh em yên tâm. Như con nhà tôi nó 1 tháng nó hết 1 hộp. Thì anh em yên tâm là thoải mái nhá anh em nhá. Đấy, và hàng chính hãng, có mã QR để cho anh em quét check mã. Thế nên là anh em cứ yên tâm nhá, hàng là đảm bảo chất lượng đấy. Chuyện này làm eco quá anh em ạ. Là tôi cứ cho human vào, tôi kiếm tí sách đã. Tham tí anh em.
Ui thằng này hai con 2 sao ạ. Vừa mới bỏ human vào thì hai con 2 sao luôn. Hỏng rồi. Mất chuỗi luôn ạ. Được không? Không, 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 không. Không ăn được, không ăn được. Ở từ từ nha. Có thể, có thể, có thể, có thể, có thể, có thể. Không, 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 không. Khó, 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 khó. Ui, 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 còn một tí máu á. Kể ra mà cái quả đấy mà cái con Live Deadline nó chết ấy là có khi là ăn đấy. Thế là không có chuỗi rồi. Nhưng mà cái bài này nó cũng khá là yếu. Nèo khèo. Trải qua trận này có 3 thằng Eco thì mình cứ bỏ thế này vào thôi. Thôi đằng nào thì cũng mất chuỗi rồi nên là cứ để thế thôi. Doom thôi. Đang ra cửa này này, đang ra cửa này này, khá nhiều. Bốn cửa này luôn. Bây giờ bọn cửa này nó cũng đã quay trở lại đấy anh em ạ. Chơi ở cái giai đoạn mà 6 cửa này ấy, nó khá là khỏe đấy nhá. Bây giờ hồi máu ấy, nó cực kỳ nhiều luôn. Vì cái tỷ lệ của nó là đến 30% khả năng là bật giáp. Thế bây giờ chơi cửa này ấy, cái giai đoạn đầu game nó khá là dễ để có thể kiếm được sách. Sau đó kiếm được khoảng 11 quyển sách để lên được level 11 ấy, là chúng ta chuyển bài. Đấy kiểu thế. Đây này, ngon quá nhở. Mà cái bọn cửa này bây giờ nó kết hợp được với con Lancer nhá. Ở level 7 ấy, nếu mà đánh ở level 7 là có 6 cửa này kết hợp với cả 2 Glacier mà Lancer làm co vẫn ok luôn. Rất khỏe luôn đấy. Nam có mà rất là trâu chó. Trong trường hợp mà ra là con Dragon Claw thì đánh ở level 7 là mỗi round là kiếm được quyển sách rồi. Đấy, 3 con human trong bộ Claw và kẹp thêm 2 Glacier nữa. Thế nên là đánh Claw ở cái giai đoạn giữa nó khá là ok đấy anh em ạ. Rất trâu luôn nhá. Cái giáp bây giờ cái tỷ lệ bật giáp nó cao. Lên 30% là giống như ngày trước rồi. Giống như trước khi update thay đổi giáp rồi. Bây giờ mà đủ 6 human là cứ bật giáp lên phát là hồi 250 máu luôn. Rất là trâu. Sách này thì cũng chưa biết được là có ra human không nên là tôi cứ tiết kiệm cái đã. Nếu mà ra đủ 6 con human sớm thì chúng ta có thể sử dụng sách luôn. Còn không thì thôi. Cứ tiết kiệm 11 quyển xong rồi lên được 11 thì chuyển về cái gì thì chuyển. Thường là nếu mà chơi chơi cái bộ này này là sẽ chuyển về 6 Glacier. 6 Glacier, 6 Clay ở level 11. Thường nó sẽ là như thế. Rao này tôi muốn up 7 cho Lancer vào lắm ấy. Nhưng mà không có tiền. Chưa có tiền, rao sau. Rao sau khả năng là vẫn chưa đủ tiền, phải cắn sách lên mới đủ ấy. Thôi, cắn luôn đi. Lên được 7 đã rồi mới tiết kiệm sách anh em ạ. Lên được 7 đã. Cứ lên được 7 sớm rồi thắng là có sách mà. Gỡ lại được cái số tiền đấy. Còn nếu mà không lên được 7 đánh thua thì lại cũng không có sách. Thắng rồi. Chắc chắn nó thắng được đâu này. Cũng khá là vất vả ấy. Khá là vất vả. Do đang thiếu đam. Đang không có cái con kết liễu. Con gây đam mạnh nhất bây giờ là con Flame. Mới 1 sao đó. Lại ra sói này. Tạm thời như này đã. Sói mà lên 2 sao thì cũng ngon. Sói lên 2 sao cũng ok đấy. Đầu game cho con sói này đánh cũng được. Bán bố con mèo đi nhở. Chả có slot mà cho vào. Trong trường hợp mà nó ra cái con mèo 5 đô ấy anh em ạ, thì tôi sẽ chuyển sang Saman nó chơi anh em nhé. Chơi Saman được. Trận này nhiều thằng Eco lắm. Thoải mái.
trong cái bộ Saman là nó có hai con truyền thuyết đấy anh em ạ. Nó sẽ tôm Saman và con mèo, nên là trận này chúng ta có thể chơi hàng Ryu là rất là ok. Không cần phải câu ra cầu đâu. Lên được 11 là đủ slot mà. Lên được 11 thừa luôn. Thừa slot luôn. Chơi kết hợp là ngon. Đấy, đồ tạm thời là chúng ta sẽ không đổi vội anh em nhá. Để đấy để xem là có đánh Saman không đã. Nếu mà đánh Saman thì giữ nguyên đồ thôi, không cần phải đổi sang đồ tím với ở đồ cam. Trận này vẫn hướng tới là Saman thôi. Đánh ở trong truyền thuyết mà có hai con Saman là thường là tôi sẽ hướng tới cái bộ này. Một trong những cái bộ yêu thích của tôi đấy, ở trong beta này. Nó không phải tranh nhau với những cái người chơi beat hay là những cái người chơi warrior ở thời điểm hiện tại. Hình như là trận này có thằng nó chơi là nó chơi đá à? Nó chơi spirit anh em ạ. Hy vọng là tôi sẽ có cái chuỗi. Thực ra bài như này nó đủ đam rồi đấy. Có Lancer kẹp vào là con Lancer này nó gây được cái lượng đam khá lớn. Tăng cơ phía trên thì là đủ dày rồi. Hai con có khả năng bắp khiên hồi máu. Chuẩn bị có chuỗi rồi. Rơi được 2 sao, ok. Thêm được 1 tí đam. Chính ra con rơi này có khi nó còn gây nhiều đam hơn ở con Lancer ấy. Tabu Witcher này. Mua Tabu Witcher level 8 kẹp vào cũng được. Giữ chuỗi. Ok. Tạm thời như thế đã. Nhưng mà thực ra mà cái con đường lên 8 thì nó hơi gian lan đấy. Trận này thọt tiền anh em ạ. Trận này level 7 chả có đồng nào luôn. Sợ đến round 16 chưa lên được 8. Sách thì vẫn cứ phải cắn đều lên đây này. Trận này không dám giữ sách luôn. Bởi vì giữ sách thì thọt tiền. Đánh đến cái tầm nào đấy mới giữ sách thôi anh em ạ. Tầm này mà giữ sách thì thọt tiền lắm. Cắt chuối hay quá, quả này gỡ lại được một chút rồi. Rồi cắt chuối xong là có sách luôn, rất là ok. Tiền lên được một chút ở đây. Có khi là tầm này là bắt đầu tiết kiệm rồi. Đủ để round sau lên 8 thôi mà. Round sau lên 8 cái là kẹp được con Tabu vào là ngon rồi. Đánh về đảm bảo làm sao để mỗi round chúng ta sẽ có một quyển sách ấy. Anh em ạ. Bây giờ cứ tiết kiệm mỗi round một quyển sách thì khoảng round 21 là chúng ta... À không, round 21 thì chưa được. Round 25. 25 là có thể là có đủ sách. Trong những cái trường hợp mà ra 6 human thì những cái round quái có thể tiết kiệm được. Round quái là chúng ta lấy được thêm hai quyển sách nữa. Thực ra là bây giờ đủ 6 client đấy nhỉ. À chưa, cũng thiếu con. Thiếu con gì nhỉ? Dragon Clay. Già này. A true mage never holds a sword. Đủ luôn, đủ 6 human luôn. Thế thôi, đủ 6 human thì cắn sách thôi anh em. Hay quá nhỉ. Được đấy. Thế thì phải tạm thời bỏ Lancer ra rồi. Bỏ hai con. Tầm này sức mạnh đội hình này là vẫn có thể là lấy được sách. Yên tâm. Tôi có 4 Clive và 3 mét. Thoải mái luôn. Chưa kể là đam đến từ con rơi nó cũng khá khá đấy. Đấy, và vẫn còn những cái thằng nó đang eco. Thằng này đang eco chưa cộng 10 rồi này. Thôi, bây giờ là có 6 human rồi là cứ cắn hết sách lên anh em ạ. Tiết kiệm tiền. Có bao nhiêu là cắn hết. Thường là cái mốc mà ở round 15 ấy mà có 6 human thì cứ thoải mái cắn sách thôi anh em.
sau round 21 ý, mà mới có 6 human thì lúc đấy mới lo. Chứ còn nếu mà trước round 15 mà đủ 6 human thì vô tư anh em nhá. Sau round 21 thì bắt đầu phải tiết kiệm đi, không là không thắng đâu. Sẽ có những cái trận thắng trận thua. Mục tiêu nó là lên được 11 level. Level 11. Cái bộ này thì đánh ở level 10 với 11 ấy nó khác hẳn nhau luôn anh em ạ. Lên 11 là nó có 6 Glacier, 6 Clay. Thì sức mạnh của nó khác hẳn luôn so với cả trước khi mà lên 11 là đánh ở level 10 nó chỉ có 4 Glacier thôi. 6 Clay thôi thì nó yếu hơn hẳn. Còn nếu mà lên được 12 ấy, thì kẹp được Kira nữa thì nó là tối thượng. Mắc bình luôn. Phải lên được level 12. Sức mạnh nó là ba kiểu ba tầng sức mạnh luôn. Từ level 11 nhá, lên đến level 12 là nó là một tầng sức mạnh. Mà từ level 10 lên level 11 nó là một cái tầng sức mạnh khác luôn. Bộ này nó như thế đấy anh em ạ. Còn level 10 với level 9 nó cũng không khác biệt. Cái bộ Glacier này, Glacier kết hợp Glacier ấy, level 9, level 10 nó không khác biệt nhau là mấy đâu. Nó chỉ là 4 con Glacier kẹp với 6 Glacier thì kẹp được thêm một con Warlock vào thôi. Có thể là Kira. Đấy. Rao này thua rồi này. Thua luôn ở rao này luôn. Mất chuỗi luôn. Gặp cái con này không ăn được. Đấy nó còn có cả cái mã thông báo này. Thanh gươm lội chiến này thì rõ ràng là chúng ta thua rồi. Không thể ăn được rồi. Trận này có cái thằng nó đánh cùng bộ. Cùng bộ xong nó còn lấy cái mã thông báo nữa. Khó chịu phết nhỉ. Trên này có Clay thì có khả năng là chúng ta sẽ tích sẵn. Có thể ở đây là tôi đang có sẵn cái con Tabu này thì chúng ta tích sẵn cái bộ Witcher đi. Late game mà chơi Clay thì chuẩn bị Witcher là vẫn rất là ok. Lên có cái con Tabu ở trong đội hình anh em ạ. Ok, thằng này khỏe quá nhỉ. Tớ vẫn ra này là thua này. Ui giời ơi, thua thật đấy. Được không? Trông giống thua lắm. À, nhưng mà không thua nhưng mà hòa ấy. Tiêu diệt nổi con này không? Rất trâu luôn. 3 sao lại còn có cả chén thánh hồi máu nữa. Ui giời, hay quá. Flame gánh thật đấy, một sao mà uy tín đấy nhở. Tabu Witcher lên 2 sao luôn này. Ôi, Tabu Witcher 2 sao nhưng mà phải để ở ngoài. Bây giờ là lên 9. Lên 9 cho Tabu Witcher vào thì được. Nhưng mà bây giờ lên 9 nữa. Không đủ tiền. Không đủ tiền anh em ạ. Thôi. Liều phát xem sao. Hên ăn được round này. Có 3 cuốn sách với cả round quái nữa đủ sách lên 11 rồi. Ui thua anh em ạ. Đúng là tham vì thâm mà. dã man quá anh em ơi. Sai lầm chết người à. Tham quá. Tham 4 quyển sách nhưng cuối cùng chả bị được quyển nào, xong rồi lại bị đẩy. Chán thật. Quả vừa rồi hỏng thật sự luôn đấy. Trận này có khi giải tán bố Saman đi nhỉ. Cảm giác đánh Saman trận này không uy tín cho lắm. Ra con Tabu Witcher 2 sao này có khi là chuyển sang Witcher chơi anh em ạ. Đánh ở level 10 là đủ bộ rồi. Tôi lại vừa chợt nhận ra là ở trong truyền thuyết ấy, ngoài hai con Saman Lambda ra thì có con chúa quỷ anh em ạ. Nên là tôi quyết định là có khi là chúng ta đánh đánh Witcher. Chơi Witcher mà ra chúa quỷ thì mạnh lắm.
Trận này chỉ cần lên được 11 thôi. Lên được 11 là nó là đủ bộ luôn. 6 Glacier, 4 Witcher kẹp vào chúa quỷ anh em ạ. Cố gắng lên được 11 là mắc binh đấy. Rồi, lên 9 thôi. Lên 9 kẹp thêm Tabu vào. Tabu bây giờ làm cò luôn cũng được. Ánh mắt Azet. Món này cũng ổn. Lấy luôn. Hy vọng con Tabu chờ kẹp ở trong đội hình nó sẽ giữ được cho tôi cái chiến thắng để tôi có thể là lấy thêm ít nhất là 4 quyển sách nữa. 4 đến 5 quyển sách nữa là ok rồi. Chỉ cần lên được 11 thôi. Cố lên nào. Bây giờ bọn nó đã form được hết đội hình rồi đấy. Thằng này chơi 6 đá hàng fake á. À không, chơi cái gì nhỉ? Chưa rõ là chơi gì. Hay quá. Được rồi. Lancer 2 sao này. Ôi nhưng mà chưa cho vào được. Bây giờ cho Lancer vào thì Tabu chơi để ngoài à? Phải lên 10 anh em ạ. Lên 10 mới cho Lancer 2 sao được vào. Thôi. Bây giờ dùng sách. Không, tôi sẽ không dùng sách đâu. Bởi vì bây giờ chắc chắn là chúng ta lên được rồi. Cứ lên được 11 cái đã mới tính được anh em ạ. Lên được 11 chỉ cần ra được cái con chúa quỷ thôi là xong. 6 Glacier kết hợp với cả Witcher. Kệ rồi, bây giờ thua thôi anh em ạ, kệ. Bây giờ đâu nhất thiết là phải up cấp lên để mà cố lấy được cái sách đâu. Bây giờ đủ sách rồi. Đấy, vẫn thắng được này. Bây giờ cứ thừa sách để cắn lên thôi. Đấy, thừa sách cắn còn không thôi. Hiện tại là thiếu con trên này không có Berserker. Thiếu con gì nhỉ? Con Doctor đúng không? Witch Doctor. Sau đó là hai con Wizard nữa là đủ 6 Glacier. Còn Witcher thì tôi vẫn chưa pick vào. Nên là bây giờ tôi pick. Bây giờ tôi sẽ pick những cái con Witcher vào dần là vừa anh em ạ. Tầm này vào dần là vừa. Đánh ở level 11 thì nó sẽ không có slot cho Shadow anh em nhá. Nếu mà lên được 12 thì là Shadow. Kẹp thêm được vào hai Warlock nữa. Nếu đánh ở level 12. Đấy. Tầm này mà pick Shadow vào thì tôi sợ là sẽ mất cái cơ hội cho cái con chúa quỷ đó ra anh em ạ. Từ từ đã. Khi mà chúng ta chắc chắn chúng ta lên được 12 ấy, thì pick thêm cái con đấy vào cũng được. Còn bây giờ chưa chắc chắn. Pick vào xong đến lúc mà không có slot nhét vào thì nó cũng phí. Bỏ ra để cái con chúa quỷ nó có cơ hội nó ra. Đấy, có con Tabu vào là gánh phết đấy anh em ạ. Đấy kìa. Lại mất thời gian với thằng này rồi này. Khó chịu thật. Ui mẹ, nó đẻ liên tục ạ. Không đẩy được chết với con đệ à? Kìa. Vãi. Gót ạ. Gót with Mercia. Con Tabu chờ tôi là đứng nó đánh con đệ. Nó không hút được mana, nó không tung một trưởng. Nó cay chứ. Sida thật đấy. Thế là trận này hòa rồi. Ui giời ơi. Ơ kìa. Tưởng kết thúc vẫn chưa kết thúc.
Dã man. Nói chung là cái trận này thấy cũng chưa có khả quan lắm. Không thấy khả quan lên được level 12 đâu anh em ạ. Thôi, round 27 lên 11 là được rồi. Tập này vẫn chưa thấy con Doctor đâu nhỉ. Thôi cứ pick Wizard vào đã. Glacier thiếu con Doctor. Ui, cái gì đây? Dã man. 9 Assassin à? 9 Assassin Shadow 3 sao đấy. Tốc độ đánh cũng cao phết. Toàn đồ tăng tốc thôi. Rồi, tạm thời con Tabu gánh. Cố lên nào. Vẫn kiếm được sách. Này mà kiếm được 30 quyển sách là vớ vẩn lên được 12 đấy. Mười chín quyển rồi này. Ra thêm 3 quyển nữa. Thắng 2 round nữa là được. Cố lên nào. Sắp lên được 12 rồi. Nếu mà trận này lên 12 thì bộ là tối thượng luôn. 6 Glacier thì chắc chắn là dồn đồ cho Tabu rồi anh em ạ. Còn Tabu là anh em đánh nhanh thì nó bắn trưởng liên tục luôn. Thậm chí không cần gậy xanh luôn. Cứ 2 phát chém là bắn trưởng một lần mà. 2 phát chém nó đầy là hút được 100 mana rồi. Ở level 2 sao này là cứ mỗi phát chém là burn được 60 mana. Đấy thì 2 phát là 120 là chắc chắn là tung trưởng luôn. Thì cứ trong vòng 1 giây là tung trưởng một lần thôi. 6 Glacier này thì tốc độ khoảng 0.2. Full lần Witcher đây rồi. Một round nữa. Thôi, random thôi. Đồ này không ngon lắm. Có cái chuỗi xương khát máu thì cũng được, nhưng mà thôi cũng chẳng cần. Tầm này chúng ta có hồi máu rồi. Xem đổi đồ cam được chưa nào. Nếu mà chuyển được cái gậy xanh cho con Tabu thì tuyệt vời luôn. Hack à? Cho Tabu cầm đồ luôn đi. Ok. Ui, gặp 9m rồi. Hỏng rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Hai con Thunder hay sao? Hỏng rồi, hỏng. Rồi, round này chắc là up luôn lên 11 thôi anh em ạ. Đủ tiền rồi. Chỉ cần 2 round thắng nữa thôi nhá. Cố nào. Hai nào thôi. Tôi nghĩ là cái đội hình này có thể thắng được 2 round chứ nhỉ. Làm gì mà không thắng được 2 round. Ta vui chơi 2 sao đồ như này cơ mà. Cả Lancer cũng cho vào rồi. Có 2 Glacier rồi. Đội hình tương đối mạnh luôn. Cả nhẽ không thắng được thằng nào. Cố lên, chưa ra 30 mà. Rồi, gặp 9 Assassin luôn này. Rồi, bị hack bạn ơi. Không đấm được phát nào luôn. Khỏe mà, anh em rồi không? Khỏe đấy chứ. Con Tabu nó clear nhanh lắm anh em ạ. Thế là chỉ cần một round thắng nữa thôi. Đến round quái chắc chắn là lên được 12 rồi. Quá tuyệt vời luôn. Trận này vô địch rồi anh em ạ. Đội hình form là tối thượng luôn. Lên được 12 nhưng bây giờ chỉ cần giao chúa quỷ thôi là xong. Chúa quỷ và còn kẹp thêm được cả Warlock nữa cơ.
Mà Warlock ở đây cụ thể là Kira ở level 12 ấy. Chúng ta có thể kẹp thêm Kira nữa cho con Tabu Witcher. Tabu Witcher full dam mắc tốc. Quá mạnh. Trận này chính ra có khá là nhiều thằng là chưa gót ấy. Chưa bắn trưởng ấy. Có cả Saman, có cả Warlock, có cả 9m luôn. 9m là sắp đi rồi. Chắc bây giờ ngán nhất là cái thằng 9m thôi. 9m đi thì là xong. Ok. Bây giờ vẫn còn chơi cái bộ Warlock du xoay. Anh em nhìn thấy quả vừa rồi không? Trời ơi, con Tabu tung trưởng một phát bay màu toàn bộ đội hình luôn ạ. Đứng thì đứng tụm lại. Warlock kết hợp với cả du xoay meta chắc là cách đây phải mấy mùa rồi. Lên được 12 rồi, chuyển dần thôi. Con Tabu nó tung quả trưởng chất lượng thật sự rồi. Cái quả vừa lấy anh em thấy không? Tabu giờ full đồ bắn trưởng. Thậm chí tôi còn thừa 3 cuốn sách luôn. Bây giờ đổi thêm một cái món đồ cam nữa anh em nhé. Nhưng mà nó vẫn chưa đủ. Đợi round sau. Đủ 9 đồ rồi đổi. Hiện tại là tôi không muốn vứt cái nhẫn đi anh em ạ. Cái nhẫn nó tăng đam khá nhiều. 30% đam phép thì cũng căng đấy. Nên tôi không muốn vứt cái đồ đấy. Vứt mấy cái đồ không dùng đến thôi. Cái đồ đấy dùng được thì chúng ta giữ lại anh em nhé. Ok, gặp ngay cái thằng... Úi rồi. Vào phát tôi tung trưởng bay màu hết ạ. Xong rồi, thằng này đi luôn. Tôi sợ nhất thằng này thì tôi lại cái thằng tiện nó đi. Đây rồi, Warlock đây. Đấy, vẫn chưa đủ bộ đâu nhưng mà thế này là cũng ok rồi đấy. Bắt đầu ra dần rồi, thay dần thôi. Thừa quá nhiều sách luôn anh em ạ. Ra quái này chúng ta sẽ đổi một đồ cam nữa. Ngon nhất là cái hút máu cuối. Hy vọng là sẽ được cái hút máu cuối. Nếu mà không có hút máu cuối thì ra gậy xanh cũng được. Mà cái bộ 6 Glacier này thì nó không cần gậy xanh đâu. 6 Glacier thì cái con Tabu này vốn dĩ nó đã bắn trưởng liên tục rồi. Không cần phải lên 3 sao làm gì cả. Tí nữa nếu mà cần 3 sao chúng ta roll cái con này 3 sao cũng được mà. Để cái này nó rất là mạnh đấy nhá. Đội hình sắp form được về tối thượng rồi. Đến lúc mà tôi form được 6 Glacier kẹp với 4 Witcher thì chắc là không còn thằng nào ăn được nữa. Rất mạnh rồi đấy. Thậm chí là cái bộ đấy nó chấp cả cái bộ siêu lết bây giờ. Như là cái con Storm Shaman cầm gậy xanh kẹp 6 đỏ chưa chắc ăn được. Đây là ui rồi anh em ơi, ra chú quỷ luôn này. Thế thì mắc ping rồi còn gì nữa. Tối thượng quá nhở, lại còn ra cả Kira luôn. Trời ơi, thế đã đúng có đánh ở level 10 mắc tối thượng rồi anh em ạ. Không thể tin nổi luôn. Đồ nó đẹp như thế này cơ. Mắc ping. Chiến binh bất tử rồi gì đã. Tabu này làm sao mà giết rồi. Rồi một đồ cam luôn. Búa xét. Quá ngon. Trời ơi, tê tái. Sức mạnh này đi làm sao mà đỡ được đấy. Thậm chí bây giờ chưa kịp form thì nó cũng đã rất là mạnh rồi. Thiếu một con Witcher thôi. Ok. Ui anh em gì cả. Dã man. Thôi mạnh quá rồi anh em ạ.
6 Glacier vẫn thiếu. Thiếu một con. 6 Clive trước vậy. 6 Clive cái đã. Cứ chuyển dần dần thôi, không cần phải quá vội. Từ từ. Mình tính bây giờ đang khá là mạnh rồi anh em ạ. Chưa có dấu hiệu mất máu đâu. Con ta bu đồ như này là cực kỳ thế giới đấy nhá. Kháng phép đã nhiều rồi lại còn có khả năng hồi máu. Có giáp to nữa. Giáp của Clive bật lên là giảm 50%. Là cực kỳ kinh khủng. Sát thương nhận vào là được giảm hết. Kể cả sát thương phép, sát thương vật lý đều được giảm 50%. Con này cực kỳ trâu. Rồi lại gặp 9 assassin này. Thắng rồi không? Ui rồi không thắng được rồi. Khó. Ơ hack lại đấm chết đấy. Ui rồi ui hay luôn. Quá tuyệt vời. Có chuỗi luôn anh em ạ. Được quá nhở. Thế này đi. Cần gì 6 Clive? 4 Clive được rồi. Như này con Tabu Witcher nó sẽ được hưởng Kira. Luốt hết những cái con Clive vào. Cực kỳ trâu luôn. Đam to. Được chưa? Perfect. Bây giờ tầm này thằng nào ăn được tôi đây? 9 xin đấm nó như con luôn anh em ạ. Vừa lấy là chưa có Kira. Bây giờ có Kira rồi thì thoải mái luôn. Đợi chút khi nào mà có thêm một con Glacier nữa thì tôi sẽ chuyển về 6 Glacier. Thì con này có thế giới nữa. Rớt hai. Vẫn không ăn được tôi luôn. Hai con trâu nhất. Con Tabu Witcher kháng phép cực cao và con Lancer. Con rớt không thể giết chết được luôn. Trong trường hợp mà late game mà đánh với mết ấy, chuyển sang đồ cho con Lancer. Lancer làm co luôn. Kết hợp với cả Witcher vẫn ngon. Lancer đánh sát thương chuẩn là một. Thứ hai là đam to. Có Kira sẽ rất là trâu. Chắc chắn là sẽ mỗi round là sẽ lọt một con Lancer. Chúng ta sẽ chiến thắng thôi. Còn gặp thằng 9 Assassin thì cũng vô tư. Thoải mái rồi. Bốn Witcher cái đã này. Velomancer. Ok. Thiếu đúng con Doctor không ra con nào ạ. Khó nhở. Con đấy nó một tiền anh em ạ. Rồi gặp thằng Clive này vô tư. Bây giờ chúng ta là Witcher. Chúng ta sợ gì thằng Clive đâu. Hay chơi Clive dồn toàn bộ đồ cho con. Ơ kìa. Nó đấm chết tôi này. Nó điêu vậy. Ơ kìa. Điêu. Dồn đồ cho con Khan. Nhưng mà sao nó có thể đấm được thắng được nhỉ. Đây rồi. Đủ bộ đấy. Sao nó có thể ăn được. Có thể là vì chưa đủ bộ 6 Glacier nên là thua thôi. Bây giờ đủ bộ 6 Glacier rồi là chúng ta có thể thay vào được rồi. Bây giờ bỏ 4 Clive đi. Cho 6 Glacier vào. Cái con Tabu nó sẽ mất cái giáp của bọn Clive. Nhưng mà không sao. Nó sẽ được tăng cái tốc đánh của nó lên. Cái quan trọng ở đâu này là có hút máu cuối không thôi. Nếu mà ra được hút máu cuối thì ngon. Còn nếu mà không có hút máu cuối thì bây giờ chỉ có hưởng 2 Warlock. Thì hút máu nó cũng hơi ít. Cầu vực thảm luôn này. Quá ok. Hãy
Crimson thôi nhỉ. Trên này có mấy cái con co của đối thủ nó là 5 đô 2 sao anh em ạ. Lấy cái Crimson này hay. Khóa skill đối thủ luôn. Và cái này nó cũng tăng tốc đánh cho tôi. Con tabu này chủ yếu là tăng những cái món đồ tốc đánh thôi. Ok lắm rồi đấy. Giờ chứa quỷ lên 2 sao nữa là sao? Đàm rất to. Chú quỷ lên 2 sao có thể thay vị trí cho con tabu 9 xin này. Thôi xác định đi rồi. Ui anh em ơi. Nhìn cái con shadow của đối thủ. Không kịp làm gì luôn ấy. Chưa kịp hóa cốc xong thì đã bay màu rồi. Dã man. Ác thật. Thôi đổi đồ cam luôn anh em ạ. Ui rồi, lấy cái gì đây? Hộp sọ đẫm máu và cái trượng xanh nó đều là những cái món đồ trấn. Khó nghĩ nhỉ, khó nghĩ nhỉ. Chọn một trong hai thôi. Ok. Đối thủ ra Storm Shaman rồi kìa. Bây giờ chưa đủ để có thể đổi thêm một món cam nữa. Mà tôi nghĩ là ok rồi đấy. Tầm này ok rồi. Rớt 2 cũng vô tư rồi. Hack còn rớt 2 luôn kìa. Vào bị hack luôn. Ui anh em nhìn con tabu thích út chờ của tôi kìa. Quá càng. Thôi xong rồi. Quá khỏe anh em ạ. Đùa thật sự là thế luôn. Nó gọi là tối thượng rồi thì biết làm nào bây giờ. Chắc chắn là top 1 thôi. Đối thủ bây giờ chả có làm cách nào để có thể ăn được ý. Trộm chó thì may ra chuyển ra trộm chó thì ăn được. Nhưng mà trộm chó tí nữa tôi lên được cái con chúa quỷ lên 2 sao thì tôi dồn đồ cho nó thôi. Thì cũng chả ăn được đâu. Công nhận nó tabu là hay thật đấy. Đánh kết hợp với 6 Glacier căng khỏe thật sự luôn. Clear nhanh mà đánh cũng khỏe, solo cũng khỏe. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký, đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn cái bên trái sức mạnh mới của bộ Warrior anh em nhé. Khi mà con Berserker nó lên 5 tiền thì nó mạnh cơ như nào. Anh em có thể xem clip bên trái anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Counter Meta Beat bằng bộ long sồng 9m anh em nhé. Vẫn là một cái bộ uy tín trong mọi meta. Anh em cứ tin ở tôi. Đấm beat như con luôn anh em ạ. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.